Xin chào các bạn nhé. Xin chào tất cả các hữu. Dã man luôn, buổi trưa à, buổi chiều 3 giờ chiều nắng chói chang như 12 giờ trưa. Thực ra thì mỗi vị khách đến đây là một điều vô cùng là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên là có những cái thứ mà chúng ta đi mua xe cũ mà. Thôi thì mình là người làm dân chăm họ thì phải phục vụ các thượng đế thôi. Nhưng mà cái gì nó phải chuẩn chỉ một tí. Thề luôn, xem K165 ấy, chê từ những cái phần nhựa nhựa của 3R Shock này, nó bắt cái này bảo nó còn không còn nguyên bản nữa. Đấy. Cái nhang này này, đây là cái nhang. Cái nhang khoảng 6 năm sử dụng rồi, bên này nó bị thay cái nhang rồi. Đấy. Đấy. Hảo phải đánh cái này đi nào. Ở đây có một chốt, ở đấy không đi lại đâu. Dã man quá ngàn. Đấy. Yeah. Dã man chưa anh em? Đấy. Và bây giờ thì sẽ dẫn sang một cái bãi khác. Chắc là có cò và sẽ dẫn sang một bãi khác để mà mua. Chê thì mà chê K165, chê máy yếu. Chê 3R Shock trước. Chê cua lốp hơi mọt một tí. Dã man con ngàn. Đấy. Vừa rồi mà em quay được em bóc phốt luôn. Đủa. Cò vạc kiểu gì? Cò vạc kiểu gì đây? K165 như thế này. Bảo là mọt. Đấy. Dã man K165 cái vết nào nhỉ? Đâu rồi nhỉ? Cái chỗ nào? Mình đang tìm còn không tìm thấy cơ. Có vết nào ở bên này ấy bị mọt. Cái gì nhỉ? Đây. Đây. Cua lốp như này bảo bị mọt. Dã man chưa? Điên người. Hôm nay chẳng qua là mình hiền ấy. Không thì chịu. Thì em bảo là em cho anh muốn xem xe được như ý ấy, em cho anh cái số điện thoại của Thaco mới đét. Mà kể cả nhé anh, cái con K250 này này, đấy, đi 2 vạn thì cũng ngắm nghía rồi. Nhưng mà chê cái là không thích thùng lăm bửng. Ôi dồi ôi, chán không tả nổi luôn. Ngay cả con K250 này cũng chê. Xe thì cũng được đấy, nhưng mà cái thùng lăm bửng này không thích. Thế thì bây giờ phải làm kiểu gì? Đây, xong sang con gì nhỉ? Sang con này. Đời 2015 nhá, K165 2015. Rồi sang con này xem thì được cái 3R Shock không chê nữa này. Nhang không chê nữa này. Thì bây giờ lại sang chê kính. Kính vỡ rồi. Đây. Thì đúng rồi, nhưng kính vỡ vì lý do là nó vẫn còn nguyên mã 15. Vẫn còn nguyên mã 15. Đây. Vẫn còn nguyên mã 15. Cho nên là em chưa thay, em vẫn để nguyên như thế này. Bác nào có nhu cầu thay em thay cho. Còn đâu là em vẫn để nguyên mã là mã kính nó bị đá nó bắn vào ấy. Đấy. Dã man con ngàn luôn, chê từ cái 3R Shock, chê từ cái nhang đèn, chê từ cái kính. Trong khi đó máy thì đi cả bãi. Đi K165 chê yếu. Máy như này thực ra anh em nhìn này. Anh em nhìn màu máy thôi anh em nhận biết rồi. Yếu thì thực ra thì K165 mà yếu nữa thì chả biết tả thế nào. Mà trong đi đó chê con nào không chê mà chê hai con mà thực sự là cam kết luôn. Nếu mà máy ra rồi, nếu mà máy bỏ máy, nếu mà máy yếu thì chỉ có là đi mua xe trâu thật. Đấy, máy này bảo máy yếu.
dã man con ngàn đi. À còn bảo là cần số bị dơ hết rồi. Điên người. Điên lắm dã man luôn. Mọt thề luôn, như thế bảo mọt. Đấy. Nói tóm lại là suốt từ xưa chán chả buồn nói. Đấy. Buồn. Mà chỉ mua tầm 300 thôi. Đấy, chỉ mua tầm 300 thôi. Thôi bỏ đi. Chả sân si làm cái gì nữa. Vào tiếp các vị khách khác. Bực. Đây là anh em. 700A. Anh tận đâu đấy? Em bên Đồng Hỷ đấy. À. Đồng Hỷ ngay đây, cùng quê với em gái. Đồng Hỷ quê anh đây. Đấy. Anh là Đồng Hỷ đúng không? Anh rồi. Con đời 26 kia là nó màu xanh ấy. Con nào? Có một con đang lên. Đây, à. Bán rồi. Đó nữa. Con nào nhỉ? Bốn bạn á. À bốn bạn đang bán đâu? Đây. Bên này mà. Hôm qua thì đây bốn bạn đây. Đây bốn bạn đây. Đây bốn bạn đây. Đấy. Năm tấn bốn bạn. Vâng. Giấu ở đây mà. Xe đẹp là phải giấu đi anh ạ. Trời ơi. Xe đẹp là ngoài người ta. Chính chủ đây. Một chủ đâu? Xe chở cám. Ở bên nhà anh luôn đây. Đâu? Anh này ở Cao Bằng. Cao Bằng á, không phải Đồng Hỷ à? Đồng Hỷ, à, Đồng Hỷ ở bên đấy à? Đấy. Bực dã man vừa đấy, em xem chê cái bao được sốc, máy chẳng xem. Máy cứ K165 đi bảo yếu. À. Nhìn người. K165 là cái loại cao cấp nhất của máy cơ, máy zin mà cứ có xem cái chê ba lượt sốc nó còn không còn tin nữa rồi. Điên người. Vẫn lấy ghế nghỉ nguyên bản luôn. Có là đi bốn bạn xịn đây anh ạ. À. Nhìn nội thất nó như thế này em. Chơi nhiều. Nhiều tiền sao trả bạc. Anh á, sắp không cẩn thận á, có mà suy thận ấy, chạy thận nhân tạo ấy. Này, kêu mang phọt. Nhiều nhiều thì thận nó yếu. Ừ. Thì chả phải chạy thận à. Con này nó đè start top anh ơi. Đè start top đây này, đây này, đè đây này, nút đè này. Nút đè đây này, đè start đấy. Đấy, đè ấn nổ ấy. Đấy. Đè xa lỗ. Cái này nó tự chế à? Hả? Cái này tự chế à? Lắp thêm. Nó lắp thêm. Nặt máy lên đẹp đúng 4 vạn luôn. Nặt máy lên mà xem. Ghế nó còn chưa tháo mà anh ơi. Ghế nó còn chưa tháo để ấy mà. Đèn chân côn của nó vẫn còn mới tinh này. Có anh ơi, có K165 tầm giá hơn 300 một xíu. Nặt lên anh. Đây. Đấy. Máy đẹp lắm, nặt được, nặt đi. Không. Nữa anh. Đấy. Máy chấm hết luôn anh ạ.
Nhíp vẫn còn nguyên. Anh xem đi. À, nhìn hộp số này, zin hết. Còn ốc một luôn, còn ốc một luôn. Con này chỉ bàn bề giá thôi, anh xem kỹ đi. Nguyên bản, thùng nguyên bản. Tất cả các tem vẫn còn nguyên. Bắn lên thì lúc đấy thì nó có nước, nếu nó bắn lên nhưng mà quan trọng anh ga lên nó có cuộn hay không cơ. Ga lên nó cuộn, chỉ cần mở nắp một tí là nó bắn tung tóe hết cả. Bắn là chuyện bình thường, nó tắt là chuyện bình thường, nhưng mà ga lên nó phải cuộn. Ga mà nó không cuộn cơ. Ga lên nó phải rút xuống cơ. Nó rút xuống không? Không, cuộn xoáy, bắn lên. Cuộn xoáy nó phải rút xuống cơ. Thế là nó tắc kết hoặc là có vấn đề. Còn đâu là ga lên thì cái mở ra thì nó bắn lên là chuyện bình thường, nhưng ga là nó phải cuộn xuống. Ga nó lên nên làm gì cuộn xuống, ga nó phải bắn lên. Ga phải cuộn xuống thì nó bơm nước hoạt động, ga nó hút nước xuống ấy. Thì như của anh là thế, thì mấy cái kia mới xem cũng vừa mới chạy. Còn nếu mà nó mà không cuộn thì không cuộn nữa thì toàn. Cái con đi đang mất đi thì nó bắn 590 triệu này. Ấn nó xuống tí ạ. Chưa được. Đấy. Rồi ấn xuống vào tay. Rồi. Chuẩn luôn anh Hà Tám em ơi. Giới thiệu rồi em cho số rồi. Chê vậy thì phải gặp xe của Hà Tám Em. Nhưng mà gặp xe của Hà Tám Em lại chê tiếp cái thùng là không thích thùng lăm bửng nữa. Thì sao? Thì phải làm thế nào hả anh? Dã man còn ngàn. Lần tiếp các bác Cao Bằng. Thái Bình quê đấy, mình quê đã ơi. Còn nào, chở trâu của anh hay chở gì? Để gà vịt thế mà. Nhiêu? Thật. Thật. Thế nó đúng mày à? Qua phải trình bày của Sexy và Rookie Star. Sẽ có giấu tiền trong đấy. Mấy ông Cao Bằng hay giấu tiền trong mấy khay khay á. Có đâu. Thật mà. Chỉ có nhất thẻ đấy thôi. Chả biết nhất thẻ hay nhất cái gì. Con này bao nhiêu? Con này 385. 285 quên. Có bớt không?
Có bớt. Đây thỉnh thoảng có những bức tượng đẹp nhỉ. Nghịch còi đấy, các thanh niên xem xe nghịch còi đấy, đánh con này lui lại, cho con này ra rồi đánh con này lui lại đấy. Anh em đang đi thử đấy, K165 cho anh em đây, K165 đây, đây 2M215 đấy. Vừa nãy anh em đến là anh em chê cái này, thế ba là sốc này đấy. Chả gì bực và mình Đông Phe Hoàng Huy B190 đây, B190 đây đấy, B190 vừa đầu tư dàn lốp đẹp không, vừa đầu tư dàn lốp đẹp không, quá đẹp luôn. Vừa đầu tư dàn lốp đâu. Đã mang. Đã mang còn ngại. Đây các bác à, đi con 450A. Giá là 725 triệu, 725 triệu, bằng tiền một con VinFast Lux A2.0. Dạ. Có. Đi ra đây nhìn bếp cỏ vậy chúng quá vậy. Vừa trong kia nhìn to rồi. Quay đi ra. Lùi lại để xem kiểu tra quay đi. Đây chị ơi. Em xuống dưới này em vào công việc. 7A đâu rồi? Đi thử rồi. Đây là anh Bình Gôn. Dạ. Chào cả nhà nhá. Đấy. Anh rồi. Rồi. Chào em tí. Kiểm tra bảo dưỡng một loạt nữa là mình yên tâm. Bảo dưỡng lại hết. Đúng rồi. Chính xác. Cái giá đấy hợp lý quá bác. Biết thế nào hợp lý. Ôi giời ơi. Cái giá đấy người ta trả cách đây khoảng đâu đó một tháng trước rồi. Mà không cần để suy nghĩ. Đây là chỗ anh Hảo, chỗ người nhà mới bán ấy. Giá đấy chúng con dường như là chỉ là hộ cô chú thôi.
Bây giờ gọi như hộ cô chú rồi. Người nhà anh Hảo ấy bán đi, không người nhà anh Hảo lấy đâu ra. Anh em Cao Bằng đâu rồi? Đi tìm khách đây này. Khách đâu rồi? Khách của tôi đâu rồi? Khách đâu rồi? Đi một vòng. Ôi, quan trọng gì? Tránh ra kìa, nó lùi kìa. Tiến lên. Rồi, lùi ngay. Mấy ông anh Cao Bằng của mình đâu rồi? Trong này. Ở trong đây à? Anh kia đi chở trúc thì tìm 500B của anh thôi, em chở gà em chỉ ra một số 5K 3.000 thôi. Dạ. Có rồi, có rồi. Chưa á. Đổi đâu. Chưa đổi gì. Vâng. Anh kia chưa. Ông kia chở trúc. Thế bảo 500B ai mua chở gà vịt bao giờ? Bảo mua chở trúc. 500B gà vịt bình thường người ta còn đi Hino 5 tấn đi chở gà vịt. Nhưng mà tầm đấy hầu hết là mua về trên Cao Bằng chở trúc nhiều. Chở trúc thôi, Cao Bằng. Chở trúc nhiều. Xong dần dần lên Hyundai. Hyundai bây giờ bọn nó không lấy Hyundai đâu, nó lấy thì nó lấy tầm 2018 đổ lại mấy 27 28 tầm đấy, nhưng mà mấy HD72 đồng vàng. Máy điện là bây giờ máy điện không thích lỗi. Đúng rồi. Bọn em chạy đường mấy ông toàn mà. Ở trên Cao Bằng toàn mua, nếu mà mua sau một đợt all in là ra tiền là mua Hyundai. HD72 đồng vàng cứ lại đấy chơi hơn 6 lít. Bây giờ cái đấy là hàng hiếm đấy, hàng hot đấy. 27 có tiền cũng chả mua được đấy. Rồi. Lùi đi. Lùi nữa đi. Rộng thoải mái. Rồi. Anh xem ấy kia xong là đặt tiền không vì là mang tiền xuống. Con đấy chỉ bàn về giá thôi. Con nào mà nói mạnh được là con đấy đẹp, mà con nào đẹp là con đấy chỉ bàn về giá. Chỉ bớt thôi, đúng không? Bây giờ đẹp rồi bây giờ chỉ bàn đến tiền thì bớt nhiều hay bớt ít là tùy thuộc độ thiện chí của người đi xem cũng là gia chủ. Chứ không phải là thì bọn em đâu có bảo không đẹp đâu. Là mời anh em vào uống nước luôn. 26 đây, 26 con mà, 26 con có 27. À biển 17. Anh này thích con này 27 cũng không thích bọn này. 27 con biển 20 cũng đẹp. Bên kia này xem rồi. Đây, đợ biển 20, 27 đây. Xem rồi, con kia xem rồi. Đây, sơn zin luôn này. Đấy, con này cũng sơn zin này. Đấy, cái loại là thùng kín nhỉ? Đẹp nhỉ? Con này đẹp. Ốc nhái. Nhìn máy nó mới đẹp. Đèn nó lực. Đẹp hơn mặt mình. Sáng. Chu dài 4 mét mấy em? 4 mét 2. Anh bảo anh phanh cốt sáng cũng dính. Anh tưởng tượng cái ba phát không thấy gì. Anh tưởng tượng con lốc kê ấy.
nó đẩy hơi nhả nhích nhả nó một lúc nó mới ra được hết. Không, nó bó lốc kê rồi. Vì cái phanh lốc kê là anh đóng lốc kê ấy. Che đẹp đứng bên mặt anh hại lắm, xấu hổ lắm. Lắm. Người đẹp như này đây, máy còn chưa ra đây này. Người đẹp vì lụa, lúa tốt máy vì chưa phân. Ra. Đâu rồi, sờ máy cái chưa mà. Sờ ra máy chưa ra. Dạ đấy. Đây là hàng mà hạ đáy các te. Hàng hạ đáy các te. Nghĩa là mặt máy chưa ra đâu. Phỏng vấn đạt đi. Buồn xe đâu chưa mà sao lại sợ nhìn ngái biết thôi. Thế đấy. Xong 450A rồi à? Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Về thu tiền rồi. Đánh xe về luôn à? Còn anh còn mình dẫn đi một vòng trái đất không biết như thế nào đây. Dã man cò vạc gì cò vạc vừa lấy chê từ cái bao nửa sốc điên người bye bye rồi các 3.000 rất là nhiều luôn đây cả dàn các 3.000 thùng dài cũng có thùng dài 4m2 thùng dài 4m2 245 triệu. Đấy. Thùng lửng này. Thùng lửng là 255 triệu. Đấy. Con này là 22. 225 triệu. Kéo mai mang cái chiếu ra đây ngồi có mát hơn ở trong kia. Nó đẹp từng con ốc luôn. Dương con này nó đẹp từng con ốc luôn. Nói tóm lại là cứ 2 lít. 205. Con lái là phụ đi, chặn cơm đi. Chiếc lái xe lâu chưa? Sang nhiều phụ quá, sang nhiều lái quá, tí phụ đéo sát được thì lại tiến lên. Đấy, chuẩn bị là đéo lại được rồi. Lại rồi chặn gương đầu, đéo lại được. Ngồi đi, chặn gương. Ngồi đi, ngồi ra đây luôn. Tạm vương sợ kiểu nó trôi nhanh quá ấy. Già già liên tục. Mình lơ cho nó cứ quắp quay nó đuổi. Ê giời. Có thể sống được không? Sao không được? Em cơ bản đi đâu ấy? 3 hôm rồi lại báo 4 hôm rồi. 3 hôm. Còn cái xem gì ra đi vậy? Không, nó đang tiện chuyến qua đây mà. Hả? Tiện chuyến qua đây mà. Anh ta 165 chở gà vịt. Chở gà vịt.
Hả? Hỏi anh này hữu ý đã. Không có làm được không? Cái gì? Nhưng mà tính tự đang tính toán, đang tính toán cái gì? Đang mua để gì vậy? Bắt gà. Thôi bây giờ đi bắt gà. Bắt gà đi. Bán luôn cả em Spark van này nhá. Đẹp chưa? Dán phần bậc lên xuống màu đen nhìn nó khỏe xe hơn hẳn. Mình cho lên một cái giá lóc nữa cho nó đẹp. Đấy. Chỉ vậy thôi. Một buổi chiều của em, một ngày hôm nay lại bà chỉ bán được 2 xe. Một ngày như mọi ngày. Dịch giã này thì cứ gọi là túc tắc tìm tiền thôi. Đấy. Thôi thì anh em nào mà đang tìm kiếm và đang có chân hàng rồi, có nhu cầu về xe tải cứ alo cho mình tư vấn là hoàn toàn miễn phí nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào.